Thu Thảo được xem là vận động viên trẻ tài năng và có tiến bộ vượt bậc của nhảy xa Việt Nam. Mặc dù thể hình không lý tưởng cho môn nhảy xa, chỉ cao 1m61, nhưng bù lại Thu Thảo có sức bật đáng nể, khả năng thi đấu ở những điều kiện khắc nghiệt. Trong vòng 4 năm từ năm 2013 đến năm 2017, Bùi Thị Thu Thảo khiến không chỉ người hâm mộ thể thao mà ngay cả ban huấn luyện cũng phải ngạc nhiên khi thành tích liên tục tăng từ 6m14 ở SEA Games 27, 6m44 ở ASEAN 2014, 6m65 ở SEA Games 28. Và đặc biệt, với cú nhảy đạt 6m68 ở SEA Games 29 vừa qua, Thu Thảo đã mang về tấm huy chương vàng quý giá cho nhảy xa nước nhà.